mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Siêu thị Hải Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay siêu thị Hải Minh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm máy đánh giày Yamaguchi IMG1. Yamaguchi IMG1 được thiết kế tinh tế, kiểu dáng nhỏ gọn, bắt mắt, thích hợp sử dụng ở trong gia đình, văn phòng và khách sạn, vân vân. Máy đánh giày Yamaguchi IMG1 sử dụng công nghệ Nhật Bản với những tính năng nổi bật như sau. Máy với kích thước khá nhỏ gọn, chiều cao 36,5cm, chiều rộng 34,5cm, chiều sâu 22,5cm, thích hợp để ở gần cửa ra vào mà không làm ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian của bạn. Hệ thống xách tay được thiết kế ở trên, trọng lượng nhẹ giúp bạn dễ dàng di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau một cách dễ dàng. Máy có động cơ hoạt động với công suất 800W, được trang bị hệ thống cảm biến thông minh. Khi bạn đưa giày vào trong là máy sẽ chạy như thế này. Máy có chức năng tự động lắp sau 30-60 giây, tiết kiệm điện tối đa. Máy gồm 4 chổi, 2 chổi bột đen cứng dùng để đánh bụng và 2 chổi đánh bóng. Hộp đựng xi của máy được gắn ở giữa, giúp bạn có thể lấy xi ra một cách dễ dàng. Ở dưới có viên bi, bạn chỉ cần cho giày vào lăn qua lăn lại là xi sẽ chảy ra. Sau đây tôi sẽ test thử với những test thử này. Đầu tiên, đưa miếng lại gần bộ cảm biến. Sau đó đánh miếng với chổi cứng. Sau khi đánh sạch thì các bạn thấy là miếng thử này đã được chia thành hai phần rất là rõ rệt. Sau đó tiếp tục đánh với chổi đánh bóng. Và đây là kết quả sau khi đã sử dụng máy đánh giày Yamaguchi IMG1. Ta thấy miếng thử này đã phân thành hai mảng rõ rệt. Mảng dưới mà chưa đánh vẫn còn dính lớp bụi bẩn. Còn với phía trên, được test thử bằng máy đánh giày Yamaguchi IMG1 thì đã được sạch bong. Các bạn có thể thấy kết quả. Sau đây tôi sẽ thực hiện đánh giày với chiếc máy đánh giày Yamaguchi IMG1. Bạn thấy đôi giày ở đây rất là bụi, rất là nhiều bụi. Sau đây tôi sẽ thực hiện đánh giày bằng chổi đánh giày. Đầu tiên, chúng ta sẽ đưa giày vào sát bộ cảm biến để máy nhận biết được. Sau đó đưa giày sát lên chổi đánh giày. Chúng ta thấy bụi đã được đánh sạch đi rất là nhiều. Tôi sẽ tiếp tục đánh nốt phần bụi còn lại. Đôi giày đã được đánh sạch hoàn toàn. Nếu muốn đánh bóng, bạn hãy cho vào hộp đựng xi. Bên dưới hộp đựng xi có viên bi. Trước khi đánh bóng thì bạn hãy đổ xi vào trong. Và sau đó đánh bóng. Đánh bóng bằng chổi đánh bóng.
Và đây là kết quả sau khi đã sử dụng máy đánh giày Yamakuji IMG1. Hải Phòng 022 5352 8299.